Chị Tú ơi, chị Tú, em mở cửa vô nha. Chị ơi, em vô á. Chị có hơn chị Tiền không? Đừng có nhắc chị Tiền trước mặt tao nữa mà. Không nhắc mà sao chị còn đây? Chị nhắn lúc chị Tiền tặng chị. Không còn thương sao chị đeo? Trời ơi, cứ lo chuyện cũ mày nói hoài vậy. Em đang lo cho chị á. Chị không cần em lo. Rồi không lẽ tôi để cho bà buồn suốt ngày vậy hả? Chị một mình cũng ok mà, em đi về phòng em đi. Rồi không lẽ suốt ngày em nhìn chị buồn vậy hả? Kệ Không lẽ chị trong nhà đi. suốt ngày em cứ nhìn chị vậy không an ủi được chị tiếng nào, không hỏi thăm chị hả? Kệ chị đi. Rồi kệ sao kệ được. Em không về á. Em tắt đèn cho chị, em về phòng đi. Chị còn hơn chị Tiền không? Không, Không còn thương tại sao đeo nhẫn chị Tiền tặng chị làm gì? chị nói là chuyện của chị, không phải của em đi về phòng đi. Chị Tiền của mày cũng có người rồi, đi về đi. Trời ơi, Tiến ơi Tiến. Chị còn hơn gì tiện hơn. Trời ơi, mày giết tao chết đi, tao làm gì vậy? Em chỉ muốn chị nhớ là lúc này thôi mà. Trời ơi. Chỉ có trái tim và tình yêu chân thành, để vậy chăm tao sóc quên cả quan thì tâm đi về trong đi. khi nào rời xa. Hai đứa yêu nhau không tính toán ngày sau. Vậy thì trả lời em coi chị còn hơn chị Tiền không? Còn kể tao đây, mày đi về được không? Không lẽ em bỏ mặc chị một mình? Tao một mình quen rồi, mày đi về đi. Em không về đó. Vậy đó là em đi về đi, đừng nói đây. Em chỉ cần em ở đây đâu. Chị không còn hương sao mắm mới chị đem nhẫn. Em tắt nhạc đi về phòng đi. Không lẽ em để chị một mình ở đây? Kệ chị đi. Chị có muốn quay lại chị Tiền không? Chị nói không, em đi về đây. Em đừng giúp chị Tiền trước mặt chị nữa. Chị muốn một mình, em đi về đi. Em không về đâu, em không để chị một mình ở đây đâu. Em đi về đi. Chị nói chị không hơn chị Tiền vậy em quăng chiếc nhẫn đó nha. Mày đi về cho tao không? Mày muốn còn làm chung với tao nữa không? Không muốn làm thì mày đi về đi, mày đừng có nói nữa. Tao muốn một mình. Mày đừng có nhắc chị Tiền trước mặt tao nữa. Chị không thương gì, chị đem nhẫn làm gì, không ấy chị kể ra đây anh em giục nè. Tao đeo làm gì gọi tao? Chị đeo là chứng tỏ chị còn hương chị Tiền rồi. Thương hay không đó là chuyện của tao. Chị hương thì chị đi tìm chị Tiền đi. Trời ơi, thì em đi. Không lẽ chị đợi cho chị Tiền có bồ mới vậy hả? Chị còn hương thì chị đi kiếm chị Tiền đi.
Chị có muốn gặp chị Tiền không? Chị muốn gặp thì đi gặp đi. Chị để cho chị Tiền có bộ mới vậy sao? Trước khi sống lại nào là nhớ một người không phải. Không phải. Chị đi gặp chị Tiền đi. Chị chị dạy nọ. Tao nói mày đi về phòng đi, bây giờ tao đuổi việc mày, giờ mày thích tin không? Em không thể nào mà nhìn chị như vậy được. Kệ tao. Đưa đây, em đi trả đây cho bà. Tao nói không, mày đi về đi. Giờ chị đi gặp bà không? Chị đi gặp bà đi. Chị đi gặp bả không? Chị bớt điên lại giùm em đi. Chị còn hư thì chị quay lại đi. Có đâu chị phải vậy. Không lẽ suốt ngày chị như vậy hoài. Còn thương thì quay lại với bả đi. Hả, bả sai thì chị để cho bả sửa. Chứ có gì đâu chị phải làm vậy. Chị ngồi vậy coi. Không lẽ suốt ngày chị nằm dạ dựa dạ dựa vậy hả? Chị ngồi vậy coi. Rồi người ta nhìn chị, người ta có thấy chị sống tốt không? Hay là người ta nghĩ là sao người ta chị tồi tệ đến cỡ vậy, bên cạnh ta chị mới sống tốt? Chị ngồi vậy coi. Đây là bị bắn gì? Em đang lo cho chị đó. Sao không cần? Chị nói không cần là không cần hả? Chị ngồi vậy coi. Mình đi về chưa? Em không về đó. Chị ngồi vậy chị nói chuyện hẳn thôi coi. Tại sao chị phải làm khổ bản thân chị vậy? Chị ngồi vậy đi. Chị, hôm nay suốt ngày chị vậy hả? Người ta nhìn chị ta có thấy chị sống tốt không? Chị ngồi vậy chị đi gặp chị Tiền đi. Hôm nay chị để cho chị Tiền vậy hả? Chị còn hương chị Tiền không? Hả, còn hương thì chị ngồi vậy chị đi gặp chị Tiền đi. Cái gì vậy? Mày nhìn bả kìa suốt ngày vậy đó. Mày la bả dữ vậy? Mày làm gì mày đàn bả dữ vậy? Chứ mày coi bả kìa. Sao? Mày nhỏ hơn bả đó, có gì mày từ từ mày nói, mày làm gì mày la dữ vậy? Chị Tố, chị đi gặp chị Tiền đi. Nếu chị không hôn chị Tiền thì chị lập nhẫn cái đôi cho em nè. Trời ơi, mày nói chuyện nhỏ thôi. Chị, nếu chị không hôn chị Tiền thì chị lập cái nhẫn ra đi. Đi gặp chị Tiền nè. Chị ngồi vậy đi. Chị ngồi vậy đi. Em đi về phòng đi. Em không về đó. Chị ngồi vậy đi. Chị còn hương chị Tiền không? Chị ngồi vậy đi. Tao nói là không, mày đi về đi. Không, tại sao chị đeo nhẫn? Tao kêu là mày nói chuyện nhỏ thôi. Chứ mày coi bả kìa. Thì mày từ từ nói, mày làm la như vậy. Nói bảo có chuyện ngồi vậy đâu. Hôm nay suốt ngày mày để cho bả nằm vậy hả? Bả vậy mà bả chịu ngồi vậy cho mày nghe. Chị ngồi vậy đi. Hôm nay suốt ngày chị nằm chị ủ ủ chị hoài. Mày nói chuyện nhỏ thôi.
Chứ mày nhìn bả đi, hôm nay suốt ngày mày để cho bả nằm như hoài, ủ rũ như hoài hả? Có được gì đâu. Mày thấy bả có làm lúc nào bả vui vẻ không? Mà chị Tú đang buồn rồi mày lên mày la làng vậy nữa, rồi bả chịu làm không? Bả chịu nghe lời mày không? Tao đang lo cho bả đó. Mày lo kiểu vậy hả? Rồi hôm nay suốt ngày mày để cho bả nằm vậy hả? Nằm ủ rũ như hoài không làm clip gì hết hả? Thì mày lên nói chuyện nhẹ nhàng được không? Chị ngồi dậy đi. Để lạc nhau dù một bước, nếu quá khứ có trở lại, hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại và... Chị đi đâu vậy? Chị còn hơn chị tiền không? Bây giờ mày muốn ra làm sao? Chị không còn hơn thì chị đi nhẫn đây. Chứ sao chị đi nhẫn với chị tiền hoài vậy? Đưa em đi, chấm hơn nói chị đưa em đi. Chị đưa đây. Chị đưa đây, chấm hơn nói chị đưa em đi. Em buông ra. Em buông ra. Chị đây. Em đi vô nhà đi. Em không vô đó, chị đưa đây. Em đi vô nhà đi. Chị không hơn chị tiền nữa mà chị đưa đây. Sao chị cầm hoài vậy? Không nha. Em đi vô nhà đi. Em không có muốn chị như vậy. Nếu chị không hương nữa thì chị bỏ luôn. Còn hỏi chị hương nữa thì chị đi kiếm chị tiền. Nếu hôm nay suốt ngày chị buồn vậy hoài. Chị đi đâu rồi? Chị nhà mình muốn làm sao? Chị ổng thương nó chị đưa đây. Mày muốn tay đâu ra? Giống hơn nó chị đưa đây. Mày có tin tao nhảy xuống đây đâu chết đâu. Chị điên cái gì vậy? Mày đừng làm phiền tao nữa được không? Em đang muốn tốt cho chị đó. Hôm nay xuống ngày chị như hoài. Chị không cặn vậy hôm nay chị em. Mày tốt với tao. Chị em trong nhà không lẽ em nhìn chị quậy hoài hả? Chị không hơn chị tiền nó thì chị đưa chị nhẫn nó đây. Chứ chị đừng có dậy nữa được không? Hai đứa yêu nhau từ khi còn tay trắng, chỉ có trái tim và tình yêu chân thành, chăm sóc quan tâm chẳng khi nào rời xa. Hai đứa yêu nhau không tính toán ngày sau, nhưng cuộc sống không như là mình đang mơ. Chẳng thể mãi yêu nhau khi không có gì trong tay. Giờ hai đứa cố gắng lo cho sự nghiệp tương lai. Mình sẽ vẫn giữ mãi một tình yêu lâu dài. Từ nay mình sẽ cố gắng để bước qua bao thăng trầm. Cuộc đời bao nhiêu khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Chỉ sợ tình yêu mình chưa đủ lớn, sợ phải mất nhau ở tuổi đôi mươi. Rồi ta sẽ thật hạnh phúc nếu trái tim chân thành. Hay ta sẽ mãi bên nhau không bao giờ. Trên thế giới chẳng có gì so sánh bằng tình cảm đôi mình. Mình biết là bả đi đâu luôn. Nói không còn hơn chị tiền nữa vậy ha. Nè, coi có đúng không? Cuộc sống không như là mình đang mơ. Chẳng thể mãi yêu nhau khi không có gì trong tay. Giờ hai đứa cố gắng lo cho sự nghiệp tương lai. Mình sẽ vẫn giữ mãi một tình yêu lâu dài. Từ nay mình sẽ cố gắng để bước qua bao thăng trầm. Cuộc đời bao nhiêu khó
Trái tim chân thành, hay ta sẽ mãi bên nhau.